vụ sẵn sàng chiến đấu khi có nhiệm vụ. Vượt qua chướng ngại vật tương ứng, người chiến sĩ đặc công làm động tác để vượt qua. Chúng ta sẽ đến với màn biểu diễn 52 trường côn của tiểu đoàn trinh sát 47. Thank you.
mic nó ở cách em đi bao nhiêu thôi chứ còn đoạn về để đó xa quá thì mấy tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn vỏ đối kháng của tiểu đoàn đặc công 60. Kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, tiếp theo là phần vỏ tổng hợp. Đây là sự đúc kết những tinh hoa từ các bài quyền thuật. Bộ đội đặc công đã tiếp thu và phân thế tạo ra các miếng đất, những đòn hiểm khóc vào các vị trí huyệt đạo gây tiêu hao sức lực đối phương. Từ đó, đơn vị đã vận dụng vào trong huấn luyện, hình thành những kỹ năng phản xạ tốt, hình thành những kỹ năng cho mỗi chiến sĩ đặc công. Đơn vị đã vận dụng tốt vào các bài vỏ tổng hợp để đưa vào huấn luyện rèn luyện cho bộ đội. Trước hết, kính mời các đồng chí tham gia phần biểu diễn 1-3-3 có trang bị do các đồng chí chiến đấu viên thực hiện. Trong đơn vị chấp phục hiện nay có rất nhiều đồng chí có trình độ võ thuật tốt, nhà vào rèn luyện, luyện tập nhiều năm, điều đó đã góp phần nâng cao trình độ võ thuật của đơn vị trong những năm qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Đặc biệt là võ chiến đấu tay không đã đem lại nhiều thành tích cho đơn vị và vô cùng qua các năm 2014 đến năm 2018. Chúng ta sẽ đến
Boss One, complete the mission.